chào mọi người nha. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn mà cách mà mình chỉnh mặt hàng mà chạy chỉ bự nè. Đó, giả sử trường hợp mà mình chạy chỉ cước hay là máy may gia đình mà giả sử như mà mình không có máy chi dụng may chi lớn này, bữa nay mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh chạy chỉ lớn đối với máy may một kim, máy nào mình chỉnh chỉ lớn cũng được nha. Gồm những yếu tố gì mà mặt hàng chạy làm sao thường thường nó ưa bị tư chỉ hoặc bị đứt chỉ thì mọi người nhớ xem nha. Đó, thường thường chỉ lớn là chỉ cước này nha mọi người, chỉ ni lông nha. Đó, thường thường mà chạy mặt hàng mà chạy chỉ ni lông á, thường thường nó có như trường hợp là một là chạy nó ưa bị tua chỉ này nè. Đó, tua chỉ đó, thì mọi người cứ áp dụng theo mà làm. Đó, đó nó tua chỉ giống như tình trạng như vậy, là chạy nó một là đứt chỉ, hai là nó bị xù chỉ, này ta gọi tình trạng bị tua chỉ nha. Đó, thì mọi người làm sao đó để tháo ra cho mọi người xem nè. Đó, thì mình gồm những gì trước khi mà mình chỉnh cái phần chạy chỉ bự á, là mình để mình sẽ giới thiệu sơ lược ra những thành phần mình chỉnh nha. Đó, thường thường chạy chỉ bự á mà nó ưa bị xù chỉ hay là nó ưa bị đứt chỉ hay là nó ưa bị xấu chỉ á, hoặc là nó bị gãy kim, gồm những gì đó. Thường thường mà mặt hàng chạy chỉ bự á thì mọi người nên kiếm mua, thường thường mà chạy kim nhỏ thì chạy kim nhỏ thì mình chạy cộng chỉ bự này tại sẽ không rút được cái chân chỉ. Nếu mà trường hợp mà mình chạy chỉ ni lông này giống như vậy, mà trường hợp mình chạy kim nhỏ là chạy nó sẽ một là sẽ bị đứt chỉ, hai là nó sẽ bị gãy kim đối với may hàng dày da, ghế sofa đâu á. Đó, thường thường mà mình may chỉ ni lông này thì một là mình phải kiếm cái kim thiệt bự lên. Hiện thường là kim của nó là cỡ nó là tầm tới số 23 nha. Đó, hiện tại bây giờ cái kim này nè, kim này kim 23 chuyên chạy may hàng dày và may chi cước. Tại vì mọi người để ý nè, đó thường thường mà kim bự á là cái lỗ cái phần rãnh này là sẽ bự ra. Đó, nó sẽ lỗ này nó sẽ bự ra. Nếu mà trường hợp mà cái kim mình nhỏ giống như cái kim này đó, giả sử như trường hợp mà mình chạy nhỏ quá là cái lỗ kim này mọi người thấy lỗ kim này không, cái lỗ kim này nhỏ quá, chạy tốc độ cao vào mà ma sát nhiều lại sẽ một lại sẽ ưa bị tước chỉ, nó không đứt chỉ vào nó sẽ bị tước cái cọng chỉ chẻ ra làm đôi, nghĩa là chạy nó không rút được chân chỉ. Đó, thường thường mình kiếm cái kim cho cái lỗ đổi kim to nhất. Đó, giả sử trường hợp mà máy mình không chuyên dụng về chạy chi cước thì mình đổi cái kim trước nè. Đó, để anh lắp cái kim vô và mình giới thiệu từ phần cho mọi người nha. Lắp kim vô để giới thiệu cho mọi người. Đó, bước đầu tiên là mình thay kim bự nè. Xong tới bước thứ hai mình mới chỉnh phần bộ tàu mũi. Đó, chỉnh phần bộ tàu mũi để mình tháo mặt ngoẹp và phần lờ ra cho mọi người xem nè. Đó, để tháo phần lờ ra cho mọi người dễ thấy. Đó, rồi bây giờ lúc đó mình mới bắt mũi để tháo cái bộ phận dao luôn nha. Rồi mình giới thiệu từng phần chi tiết cho mọi người luôn.
Thì đối với máy một kim mà chạy chi cước thì mình cứ áp dụng theo các phương án hướng dẫn thì mọi người sẽ thành công thôi. Đó. Rồi bây giờ mấy thời điểm quan trọng nè. Đó. Đó. Rồi là bây giờ lúc đầu mình thay chạy kim ngựa nhỏ, mình thay kim mới, mà giả sử trường hợp mà mấy anh thợ biết chỉnh ổ rồi á, biết chỉnh ổ thì mình chỉnh thì nó dễ. Giả sử trường hợp mà mấy mai gia đình mà mình không biết thì mình thay kim bự vô, mình thay kim bự vô mà chạy vẫn còn bị tưa chỉ, là đồng thời lúc đó mình mới kiểm tra nè, kiểm tra ổ nè. Đối với mà chạy hàng chi cước á, cái mỏ ổ của mình này cực kỳ quan trọng. Mà đối với máy một kim mà kim chuyên dụng của mình mà máy gia đình mà không phải chạy chỉ cước á đó, thì bước đầu tiên mọi người phải kiếm một lần ra tiệm mua cái ổ. Nó chạy thường thường là mình ra tiệm mình mua ổ, nhìn nó nhiều loại ổ lắm đó. Giả sử trường hợp mà mình ra tiệm mình mua, mình kiếm ổ nào nó nhọn nhất, loại tốt á, loại tốt chuyên chạy hàng Nhật á đó, thì thường thường cái ổ nhọn của nó cái mỏ nhọn nè đó, cái mỏ nhọn của nó đây ta gọi là mỏ ổ nè nha mọi người đó, đây là ta gọi là mỏ ổ nè đó. Thường thường mà chạy hàng chỉ cước là mọi người phải kiếm cái ổ thiệt là nhọn. Nếu mà trường hợp mà cái ổ mình nó chạy lâu ngày nó bị tù đi là sẽ chạy nó ưa bị tưa chỉ và sẽ bị đứt chỉ đó. Nó có hai vấn đề nguyên nhân đó, đứt chỉ và tưa chỉ đó. Thì thường thường mình chỉnh bắt mũi làm sao đó, thường thường mình chỉnh là nó sẽ ma sát với cái thành ruột ổ này đó. Nếu mà mình chỉnh cái kim lớn là nó sẽ ma sát với cái thành ruột ổ này nè đó mọi người ha. Đó, giả nếu mà mình chỉnh cái kim 23 là nó sẽ ma sát với cái thành ổ này đó, nó sẽ ma sát với thành ổ này, chạy là tốc độ cao nó sẽ bị nóng và nó sẽ bị cà đi đó mọi người ha. Trường hợp mà mình chỉnh cái kim lớn, đối với máy không phải chuyên dụng máy chỉ cước thì bắt buộc là mình phải xử lý cái phần ruột ổ này đó. Giả sử trường hợp mình chỉnh kim bự là đồng thời lúc nào nó cũng ma sát với cái thanh này, là đồng thời mọi người phải mài phần vát này nè đó. Đối với mà mấy anh em đi thợ mà thường mà chỉnh máy gia đình mà chỉnh thấy cái mép này không, mình lấy cái phân hơi á, mình mài rồi cho nó rộng đi nha, mình mài cho nó rộng cái phần này đi, là đồng thời lúc đó là nó không ma sát được lúc mà kim trong hành trình đi lên, là sẽ không ma sát được với cái thành ổ này, sẽ không tạo nguyên nhân nó bị đứt chỉ đó. Giả sử như mà trường hợp mà nó cái kim mình thay kim bự lên mà chạy hàng chỉ cước nữa, nó mà ma sát với cái thành này, nó mà ma sát với thành giống như lên xuống vậy nè, nó mà ma sát tốc độ cao quá sẽ bị tưa chỉ và đứt chỉ đó. Thì mọi người thường mà chạy ổ nhỏ giống như vậy nè, đây ta gọi là cái ổ nhỏ, nó còn một loại ổ lớn là chuyên chạy hàng chỉ cước này đó. Thì thường mình chạy ổ nhỏ thì mình phải xử lý nhiều lắm đó. Một là mọi người phải tháo cái phần này nè đó, lấy cái phần hơi khoan á, khoan cho nó rộng ra phần này, đừng cho nó rút được chân chỉ lên đó. Thì thường mà mọi người bắt ổ của nó làm sao cho chuẩn, thì lúc mà kim trong hành trình đi lên á, thì thường mình bắt trên tầm một ly, mà giả sư anh bắt dưới đây là chạy nó ưa bị tưa chỉ lắm, mình phải cho nó có thòng lọng, cho có thòng lọng nhiều đó. Thường thường bắt trên tầm một ly này, bắt trên tầm cái ly gử là ok. Đối với mà mấy anh em đi làm thực tế mà biết chỉnh bộ phần bộ tao mũi, còn mà các mà mấy mai gia đình thì mình cứ thay kim bự đi. Một vài em sẽ hướng dẫn cho mấy mai gia đình là cách làm sao nha. Đó, thì thường mà mấy anh thợ thì bước đầu tiên phải kiếm cái mỏ ổ thiệt nhọn nè. Bước thứ hai là mình phải phét cái phần thanh ổ, thanh cái ruột ổ này cho nó rộng ra giống như vậy. Phét cái phần thanh này mình chỉnh làm sao mà phần cho nó có độ hở lúc mà kim đi lên nhấp nhau đi lên đi xuống á, mà nó không đụng với ma sát này, để sẽ tạo nguyên nhân nó chạy bị đứt chỉ. Đối với mình áp dụng đối với mà cái cọng chỉ cước này, chỉ ni lông bự này nha mọi người đó. Còn thường mà chạy chỉ thường thì mọi người có cần đó, thường mình chạy chỉ cước thì chạy cái kim bự là đồng thời nó sẽ chạy nó ưa bị xù chỉ và đứt chỉ đó. Đó là nguyên nhân bị xù chỉ đứt chỉ đối với chạy chỉ cước này đó. Thì mọi người phải mài đi, mài phần vát này nè, mài cho nó sâu vô
đồng thời lúc mà kim đi lên đi xuống lại sẽ không ma sát với thành này, lại không bị tư chỉ đó. Đó là một vấn đề. Còn mà vấn đề thứ hai mà chạy nó hàng dày đối với ghế sofa á, thì đời mà mình chạy mà nó mình thay ruột ổ, mình thay ổ mới, kim mới mà vẫn còn bị đứt chỉ nữa, mà là đồng thời lúc đó anh mới kiểm tra lỗ mặt nguyệt nè. Đó, đây là có hai lỗ nè, một loại lỗ chung và một loại lỗ bự. Đó, một loại lỗ bự này là mình xử lý rồi nha mọi người. Đó, giả sử trường hợp mà lỗ nhỏ này mà mình chạy cái kim bự này, là đồng thời lúc đó lại sẽ bích cái phần kim luôn. Rồi ha. Giả sử trường hợp mình chạy kim bự là đồng thời là anh chạy nó ưa bị gãy kim, mà mai hàng dày mà cái lỗ mặt nguyệt mình nó nhỏ quá, lỗ mặt nguyệt của mình nó nhỏ quá là đồng thời nó chạy nó cũng bị tưa chỉ nữa nè, đứt chỉ nè, đó, gãy kim nè, đó, lỗ mặt nguyệt mình nhỏ quá mà mình chạy kim bự là sẽ đồng thời nó xảy ra những tình trạng đó. Đó, giả sử trường hợp mà chạy lỗ nhỏ quá thì bắt buộc mọi người phải kiếm cái máy phan hơi á, hoặc mình ra ngoài tiệm mình mua lỗ nào bự, mà thường ngoài tiệm nó từ tầm cỡ lỗ trung bình thôi, còn cái này là mình lấy phan mình phan càng rộng ra càng tốt. Đó, giả sử chạy mặt hàng mà chạy chi cước này, trường hợp mà chạy chi cước mà mình chạy kim bự mà lỗ một nguyệt nhỏ quá, đó, hiện tại bây giờ mình phan lỗ một nguyệt nè, lúc kim đi xuống đi lên nè, nó có thòng lọng chỉ, nó không ma sát với cái thằng mặt nguyệt này, sẽ không, tình trạng nó sẽ không bị đứt chỉ nữa và không bị tư chỉ nữa. Đó là nguyên nhân vấn đề cái phần mặt nguyệt. Đó, rồi cái phần đòn gánh nữa, để mình lấy cái đòn gánh, cái hàng đòn gánh này đó mọi người, thấy không? Giả sử trường hợp mà cái đòn gánh mình chạy mình mà đòn gánh mình mới quá là bắt buộc mình phải mài cái phần đòn gánh nữa nha mọi người, cho nó rút được chân chỉ. Giả sử trường hợp mà cái đòn gánh mình nó sát với cái thành ổ quá, để tháo cái đòn gánh ra để bên này. Đó, đây là con ốc đòn gánh nè, để anh tháo đòn gánh ra mình nói cho mọi người dễ. Đó, cái phần đòn gánh này nè, đòn gánh này thì mới mốt mình cứ áp dụng theo mà làm thôi. Đó, hiện tại bây giờ cái phần mọi người nên để ý cái phần máu này nè, cái máu đòn gánh này nè. Đó, trường hợp mà mình chạy chi cước mà mình không xử lý cái phần đòn gánh này là bắt buộc chạy nó không thoát được chỉ nó làm lại, nó sẽ đi qua phần đòn gánh này. Đó, qua phần đòn gánh này là sẽ tạo nguyên nhân nó bị đứt chỉ hoặc bỏ mũi. Đó, tình trạng là mọi người phải lấy cái vỏ, lấy giấy nhám mình mài làm sao cho nó mỏng đi bớt, mài trong phạm vi cho phép thôi, đừng có mỏng quá là sẽ chạy nó bị ổ, nó sẽ bị chạy. Đó, thì thường mà cái phần đòn gánh này thường mà mua mới vậy á, là cái gù này là bề bản nó bự lên, bề bản nó bự lên là đồng thời lúc đó là mình chạy nó sẽ không thoát được chỉ. Thường thường mọi người mài á là mài hai phần mép này nè cho nó rút được chân chỉ. Đó, xong đồng thời lúc đó mình nên mài phần ở trên, đồng thời lúc đó là mài mỏng đi bớt. Giả sử trường hợp trên đây nó dày thì mình mài hình bầu nó, thường thường nó là nó vuông dứt thì mình mài nó bầu, cho nó bầu đi. Đó, làm thầy sẽ rút được chân chỉ, sẽ tạo nguyên nhân nó không bị đứt chỉ được. Đó, đó là vấn đề mình chạy chỉ cước. Còn mà chỉ gô tông rồi thường thì mình bắt chẩn với mình kiểm tra ổ là ok. Đó, thì các vấn đề mà thường gặp á thì mọi người mới mốt cứ gặp mà chạy chỉ cước như vậy mà cứ áp dụng theo mà làm nha. Đó, để rồi để mình lắp vô rồi mình chạy thử cho mọi người coi có ok không nha. Đó, bây giờ mình lắp giải vô mình chạy thử rồi nó có ok không nha mọi người. Đó, thấy chưa? Đó, vậy trường hợp mà mình chạy nè, mình chạy chỉ bự nè. Đó, hiện thường mà chạy chỉ bự á là nó ưa bị tưa chỉ lắm, thì mới mốt mọi người cứ áp dụng theo mà làm giống như tình trạng như vậy.